Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024. Vâng, hôm nay buổi chiều chúng tôi đã bị khá chết quý vị ạ, bởi vì là cái phần mềm ấy làm video nó bị lỗi. Rất có khả năng là nó do cái việc mà chúng tôi đã chọc ngoáy để chuẩn bị phát sóng trên cái kênh thứ hai theo cái định dạng mới. Và chúng tôi cũng không có nhiều những cái sự hỗ trợ cho nên nếu nó có những cái sơ suất về kỹ thuật là một cái chuyện nó rất có khả năng xảy ra. Quý vị chiếu cố trước. Liên quan đến nhiều quý vị bảo rằng là trên kênh chúng tôi phát lại bên kia thì không phải như vậy. Chúng tôi đã thông báo rồi. Đúng không ạ? Tức là trên cái kênh Phan Sơn TV thì chúng tôi sẽ phát sóng bốn chương trình liên quan tới bốn cái chương trình, bốn cái kiểu như là chuyên mục của cái chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế đấy và bởi vì là như quý vị đã biết thì thứ nhất là cái kênh này của tôi thì nó liên quan đến chiến sự à, thứ hai nó bị kiểm duyệt rất gắt gao không đăng được video hình ảnh không đưa được từ ngữ tên tuổi địa danh nhạy cảm có nghĩa là bây giờ như kiểu nó như kiểu là tắc cơ các sơn ở mỹ tức là bị khóa mõm rồi cho nên là nếu như mà cái chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế mà nó bị uh, vâng nó bị kiểm duyệt vào đấy thì gần như là không nhìn thấy cái gì chỉ nhìn thấy mỗi cái bản đồ không thôi thì thật là đáng tiếc đúng không ạ? À, nhất là chúng tôi có ý định cải tiến cái chương trình đấy, như chương trình đấy thì quý vị có thể thấy là trên kênh mới của chúng tôi thì chúng tôi sẽ phát sóng gọi là chia ra nhưng mà cơ bản là nó liên quan đến vấn đề là không thể đủ cái thời gian và cái sức ấy để làm cùng một lúc. Vì cả ngày đã chém gió hai cái chương trình này rồi, à, đúng không ạ? À, xong rồi đêm đêm lại làm phát nữa thì có nghĩa rằng là cái tần số hoạt động của não nó rất muộn nên nó rất khó ngủ mà nó không ngủ được thì hôm sau có khi là hoãn cả chương trình cả ngày luôn tất cả những cái việc ngày xưa giờ mà chúng tôi hoãn là đa số là liên quan đến cái việc mà nó không thể ngủ được các vị chất lượng suy nghĩ và nói nó kém lắm nói vấp rồi là suy nghĩ không suy nghĩ được cái gì cả thì bây giờ chúng tôi vẫn phát sóng chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế trên kênh Phan Sơn tức là kênh này nhưng mà chắc là chỉ khoảng vài tuần sau đó thì chúng tôi sẽ cắt hoàn toàn và trong quá trình vài tuần đó thì tôi sẽ phát song song với lại cái kênh bên kia theo một cái định dạng mới chia ra làm 4, đúng không ạ? Mà thực tế thì chúng tôi sẽ kiểu như chúng tôi phải ghi âm 4 lần để cho nó đỡ cũng quá mệt. Nhưng mà quý vị xem theo cái danh sách phát ấy, thì nó vẫn coi như đầy đủ là một video thôi, nó không khác gì cả. Và như vậy thì trong vòng vài tuần này thì uh, quý vị thông cảm nó sẽ có sự trùng lập giữa hai kênh. Nhưng sau đó thì chương trình ăn cơm qua nói chuyện quốc tế nó sẽ bị cắt ở trên cái kênh này, kênh đang bị kiểm duyệt gắt gao. Vâng và, và chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế thì thường là có bốn cái chuyên mục nhỏ. Thứ nhất là chém gió để mà coi như là kiểu như dạo đầu quý vị đúng không ạ để cho tinh thần nó phấn chấn tí. Rồi chúng tôi sẽ đến phần 2 là phần điểm tin nóng hổi thế giới. Phần 3 là phần phân tích tiêu điểm này nọ cho nó chuyên nghiệp. Và phần cuối cùng thì gọi là hỏi đáp cùng quý vị. Trong năm nay thì chúng tôi bắt đầu chuẩn bị tập tạ rồi để coi như là lấy sức để tiếp tục gọi là cải thiện các chương trình gọn hơn, nhiều hơn nhưng mà mang đến những thông tin tốt hơn cho quý vị. Và như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu bằng phần gọi là chém gió và tiết mục có khi là hy hữu nhân nhất trên thế giới đúng không ạ? Ăn cơm khoai chém gió bình thiên hạ chúng ta hãy bắt đầu bằng một chủ đề khá hiếm hoi trong chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế đó là về ukraine à, bởi vì hôm nay thì cũng là cái ngày kỷ niệm 2 năm cuộc chiến bắt đầu có lẽ là lát nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại chương trình bình luận phân tích chuyên sâu liên quan tới cái chiến cuộc mà nó đang thay đổi cái thế giới một sự kiện diễn ra hai năm trước bây giờ có thể nói rằng là một sự kiện địa chính trị gọi là rời non nấp biển đúng không ạ kinh thiên động địa đối với thế giới của chúng ta đang góp phần thay đổi trật tự thế giới mới. Như hôm qua chúng tôi đã đưa tin thì ông Zelensky khi được hỏi về những vấn đề phát biểu phỏng vấn vân vân với lại phương Tây thì người ta ví ông ấy với lại ông Putin trong bài phỏng vấn với Tucker Carlson mà thu hút đến hàng tỷ lượt view. Thì ông Zelensky nói rằng là tôi sẽ làm một cuộc phỏng vấn tương tự và như vậy thì cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đã diễn ra giữa ông với lại đài truyền hình Fox News của Mỹ. Vâng và, và sau đó thì uh, trên kênh YouTube của Fox News có 11,1 triệu người theo dõi. Sau 10 giờ đồng hồ thì video của ông chỉ đạt được có 13.000 lượt view thôi, kém cả kênh Phan Sơn. Chúng ta biết rằng là Fox News là một trong những cái đài hàng đầu nước Mỹ, đúng không ạ? Có thể nói tôi có thể đánh giá là bây giờ Fox News là tờ cái đài chính thống chất lượng nhất ở Mỹ hiện nay. Bởi vì cái quan điểm khá là trung dung, không thiên về cái gọi là cánh tả quá nhiều như những cái đài khác. Và đài này cũng chính là cái đài mà Tucker Carlson đã xin thôi việc để ra làm một cái kênh truyền thông rất độc lập. Còn cũng trong khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ tương tự thì video của Putin à, ở trên kênh của Tucker Carlson trên Youtube có 1,6 triệu lượt người xem. 6 triệu người đăng ký thì đã có tới 18 triệu lượt xem và 170 lượt 170 triệu lượt xem ở trên nền tảng TikTok cái gì? Twitter. Vâng, con số nó quá lớn, có lẽ là nó sẽ gấp cả trăm, cả nghìn, cả vạn lượt như vậy là nếu để cuộc chiến này giải quyết bằng lượt view trên YouTube thì có nghĩa rằng là ông Putin đã hạ đo ván NATO một cách quá ngoạn mục, đúng không ạ? Kiểu như là Putin thì đi tới vòng cuối cùng, còn NATO thì không đi qua kịp vòng gửi xe. Cũng trong bài phỏng vấn của mình với lại tờ Fox thì trong đó khi người dẫn đầu, người dẫn chương trình của đài truyền hình Fox hỏi ông về việc là Ukraine có thể đi tiếp cuộc chiến như thế nào mà không có sự ủng hộ của người Mỹ. Ông nói rằng là Ukraine thì chắc chắn sẽ tồn tại. Nếu không có sự hỗ trợ của người Mỹ, nhưng mà không phải tất cả những người Ukraine sẽ tồn tại. Vâng, nếu như mà ông Zelensky cũng với một cái cái thế giới quan của mình như bây giờ mà quay trở lại năm 2022 à, sau khi mà gần đạt được thỏa thuận hòa bình với người nga thì chắc là ông đã cứu được đất nước của mình khỏi một cái cuộc chiến có thể nói là cực kỳ tang thương thì tiếc rằng là lúc bấy giờ thì một vị thủ tướng à, tóc xù đã xuất hiện ông ta đã nói với lại ông zelensky rằng chúng ta sẽ chiến đấu với người nga chúng ta sẽ đánh bại người nga ông zelensky nói rằng là nhưng mà à, dân chúng của đất nước chúng tôi sẽ hy sinh Thế thì sao? Vâng, tôi đoán rằng lúc bấy giờ ông Boris Johnson đã nói với ông Zelensky rằng là, vâng, à, gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Giết một người thì là tội đồ, đúng không ạ? À, giết một trăm người là tội danh thiên cổ. Giết một vạn người thì là anh hùng, mà giết một trăm vạn người thì là anh hùng trong những anh hùng. Từ cổ trí kim, những người mưu đồ bá nghiệp, ai mà chẳng phải giết hàng vạn người. Vâng, đại loại như thế và cuối cùng là ông ấy đã biến ông Zelensky à, từ một cái người yêu chuộng hòa bình trong ngoặc kép trở thành một à, gọi là tay hề đẫm máu như ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì ở thủ đô Kyiv, người ta đã phát hiện ra một người rất giống à, thủ tướng Boris Johnson của Anh, tất nhiên là cựu thủ tướng. Lần này thì à, ông cộng với lại một loạt các quan chức à, hàng đầu châu Âu, các nguyên thủ quốc gia châu Âu đã đến Kyiv cộng với cả bà chủ tịch châu Âu Ursula von Leyen nữa để kỷ niệm uh, cuộc chiến uh, 2 năm bắt đầu. Không biết lần này thì ông uh, Boris Johnson đã có thể chúc mừng ông Zelensky là đã đi vào uh, lưu danh thiên cổ uh, như lời khuyên của ông hay chưa. Vâng, bà chủ tịch của chúng ta đây rồi. Uh, chúng ta còn nhớ cách đây uh, 3 tháng lúc bây giờ thì kỷ niệm 10 năm Maidan bà đã nói rằng là 10 năm đây trước đây đã diễn ra một sự kiện vĩ đại và vâng bà quay lại đằng sau đằng trước nhìn và định lấy một cái dẫn chứng vì cái sự tốt đẹp hơn của cái sự kiện Maidan nhưng mà không nhìn thấy cái gì tốt đẹp hơn và cuối cùng bà đã nói rằng vâng tương lai nó sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay tuy nhiên thì kể từ khi bà phát biểu như vậy thì tôi cảm giác rằng là Ukraine càng ngày càng chìm sâu vào cái vòng xoáy khủng hoảng đen tối hơn. Và đến thời điểm này thì như quý vị đã biết, có thể nói rằng là nhìn trên những cái thông tin, uh, những người thân Ukraine đã đưa ra những cái khẩu hiệu như thế này, có nghĩa rằng họ nói uh, theo dự đoán của người Mỹ thì Ukraine chỉ còn đạn đến uh, tháng 3 mà thôi, cuối tháng 3 mà thôi. Tất nhiên thì uh, những cái thông tin như này là mục đích để moi tiền của những người đóng thuế ở Mỹ nhưng câu chuyện uh, chúng ta có thể thấy nếu tham chiếu vào chúng ta biết rằng là Ukraine đang ở trong một cái tình huống có thể nói rằng là chưa bao giờ tồi tệ như uh, đến thời điểm này từ đầu cuộc chiến đúng không ạ? Chưa hết thì uh, bây giờ những lời hứa để mà Ukraine vào uh, liên minh châu Âu cũng đã đóng sập uh, khi ngày hôm qua chính bà Ursula von Leyen bà đã nói rằng là sẽ hoãn uh, những cuộc đàm phán để nhận Ukraine vào liên minh này. Rồi những quan chức của NATO thì cứ một tháng một lần phát biểu rằng là tương lai của Ukraine ở trong NATO. Còn tháng sau thì họ nói rằng là Ukraine không bao giờ có thể vào được NATO nếu như họ không đánh bại được nước Nga. Mà bây giờ đánh bại nước Nga thì nó còn khó hơn là đòi tiền của ông Zelensky, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cũng rất nhiều người ủng hộ Ukraine nói rằng là Ờ, họ có một cái sáng kiến vĩ đại và tất nhiên là một ký trí tuệ siêu phàm để mà có một cách chắc chắn vào nato đó là ukraine hãy tấn công vào nato sau đó nato kích hoạt điều năm và sau đó tuyên chiến với ukraine ngay sau đó ukraine tuyên bố đầu hàng ngay lập tức và nato chiếm đóng ukraine và như vậy là chúng ta sẽ có nato ở ukraine và ukraine ở trong nato và một cái kế hoạch mà anh ta cho rằng là nó còn chính xác hơn cả đồng hồ Thụy Sĩ. Và chúng tôi rất thích những cái bài phát biểu, những câu bình luận kiểu như thế này, bởi vì là nó không cần bình luận gì thêm. Hôm nay thì cũng nhân sự kiện kỷ niệm 2 năm và chắc chắn Thủ tướng Ý bà Meloni cũng đến trên đường đến kỳ ép. Và đã có một bài phát biểu như là mới tìm ra một cái định luật gọi là vật lý vĩ đại khi cho rằng là nếu như mà Putin không xâm lược Ukraine thì chắc chắn rằng là Israel cũng sẽ không bị tấn công bởi Hamas vào ngày 7 tháng 10. Và nói rằng là Hamas đã được truyền cảm hứng bởi vì cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Putin. Và nếu như chúng ta không khôi phục luật pháp quốc tế thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều những cái cuộc chiến tương tự nữa xảy ra. Vâng và nhiều người cho biết rằng là đại diện của nước Mỹ ngồi cạnh đó đã có một cái sự hắt hơi nhẹ nhẹ, rồi tiếp theo là một cái cú e hèm và sau đó bà Melali đã ngắt ngang cái bài phát biểu của mình. Trước đấy thì chúng ta cũng đã biết rằng là ứng cử viên của Đảng uh, Cộng hòa bà Nikki Haley uh, bà cũng đã tố cáo rằng là Hamas uh, và Putin đã chọn chính cái ngày uh, sinh nhật của ông ấy vào ngày 7 tháng 10 để tấn công uh, vào Israel. Điều này cho thấy Putin đứng đằng sau một cách trực tiếp liên quan tới cuộc chiến xảy ra ở Trung Đông. Và như vậy là hai nữ chính trị gia của chúng ta đã tìm ra những điều rất là thú vị, rất là trí tuệ. Còn hôm nay ông Joe Biden thì nói rằng là bây giờ chúng ta không thể quảnh mặt làm ngơ nữa rồi. Lần đầu tiên ông thú nhận rằng là ông đã tiên đoán sai vì cách đây một tháng ông còn nói rằng là nước Nga đang thua từ A đến Z nhưng mà bây giờ thì nước nga đang giải phóng được rất nhiều lãnh thổ của ukraine và ukraine đang không còn khả năng để giữ được những vùng đất của mình thời gian đang uh, gọi là vâng kim đồng hồ đang tích tóc những người chiến sĩ ukraine dũng cảm và những người dân đang chết dần chết mòn chúng ta không thể quay lưng lại với họ nữa vâng tôi đề nghị là chúng ta phải thông qua ngay ngân sách ủng hộ ukraine vâng chúng ta cũng nhận ra một vài những nhà học giả những nhà tư tưởng lớn liên quan đến cuộc chiến này cũng đưa ra những bình luận của mình liên quan đến sự kiện nếu như bây giờ mà các khoản viện trợ của mỹ được thông qua thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến những gói viện trợ ồ ạt sẽ được gửi tới ukraine à, ngay lập tức đấy là lý do mà các bạn nhìn thấy nước nga đang tranh thủ cơ hội để tấn công rất là ác liệt bởi vì họ biết thừa họ chỉ còn khoảng độ hơn một tháng nữa thôi trước khi các gói viện trợ đến ukraine và cơ hội của họ sẽ qua đi và cũng một siêu uh, gọi là siêu học giả khác thì tuyên bố rằng là nhưng mà bây giờ triều tiên và iran đang cố tình kéo dài cuộc chiến bằng cách là cung cấp cho nga vũ khí đạn dược khi nga đang uh, dần dần uh, cạn kiệt những nguồn uh, vũ khí đạn dược và tên lửa của mình còn ngày hôm nay thì cũng có thông tin là ông Zelensky đang ngồi thẫn thờ một mình sau cuộc phỏng vấn với lại nhà báo của tờ Fox. À, và khi được hỏi thì ông nói rằng là ước gì mà ông đang ở vị trí của Julia Navalny, tức là bà quá phụ của ông Navalny vừa chết trong tù. Bởi vì bây giờ bà vừa có mặt ở nước Mỹ và ông Joe Biden đã đến ôm bà rất là chặt à, cho nên ông Zelensky ước gì mình được trong vòng tay của ông Joe Biden. Bởi vì là có vẻ như những ngày gần đây thì ông Joe Biden quan tâm tới Julia Navani hơn cả những gói viện trợ cho Ukraine mà ông đã từng hứa. Nhưng nhìn chung là ông Zelensky cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, đúng không ạ? Ông Joe Biden sau khi ôm bà Julia Navalny xong thì đi xuống cái gara để xe để đi về thì ông ấy đã phát biểu mấy cánh báo giới là ông ấy vừa gặp bà Julia Giolanda, Giolander, mới là Highlander, đấy, tức là giống như kiểu cái xe Highlander của hãng Mitsubishi, thưa quý vị. Như vậy là ông ấy đã quên bài rất nhanh, chứ ông không có gọi là vương vấn, đúng không ạ? tơ vấn. Hôm nay thì khi phỏng vấn một loạt các tờ báo liên quan đến đời tư của mình, thì ông Joe Biden, ông nói rằng là bí quyết của sự thành công và sự minh mẫn trong cuộc đời của mình và trong cuộc hôn nhân của mình là ông thường xuyên làm chuyện đấy. Và lần này thì đúng là tôi xin ngả mũ kính chào ông Joe Biden rồi. Ông nói rằng là ông làm việc rất thường xuyên, làm việc ấy rất thường xuyên, rất đều đặn. À, chắc là cánh phóng viên quên không trả lời là thưa ngài là đều đặn là bao nhiêu một lần. Thì ông nói là chắc là khoảng độ lần cuối thì tôi cũng không thể nhớ nổi nữa rồi. Chắc là cứ 15 một lần. Hôm nay thì nước Mỹ cũng đã chính thức thông qua gói cấm vận mới và 500 lệnh cấm vận nhắm vào 23.000 thực thể. Khi được hỏi rằng là theo bà thì những lệnh gói cấm vận mới này có hiệu lực hay không? Thư ký báo chí của Nhà Trắng, một người mà gần như được đưa vào để cho nó mang tính chất là vàng cái gì nhỉ? Vâng bình đẳng sắc tộc đúng không ạ? Bà đã có bài phát biểu rất thông minh là Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả. Vâng, tí nữa thì bà sẽ đã nói thêm cái phần quan trọng nhất, đó là ít nhất thì chúng tôi đã cho những người châu Âu một vố rất đau, nó đã quá hiệu quả. Vâng, trong khi đấy tại nước Nga thì 13 gói cấm vận của châu Âu và người Mỹ đã dường như là lắp thêm 13 quả tạ vào cho gấu Nga. Bây giờ thì sau khi lắp tới gọi là gần 20.000 lệnh cấm vận thì gấu Nga bây giờ trông như kiểu bị ong bò vẽ đốt rồi. Không chỉ những cái lệnh cấm vận của phương Tây đã giúp gọi là lắp tạ cho gấu Nga, mà theo một vài các chuyên gia quân sự và quốc phòng của phương Tây, họ cho biết rằng là cuộc xung đột này đã biến nước Nga trở thành một cỗ máy không thể ngăn cản vâng rất giống như lời của uh, tổng thống donald trump đó là cỗ máy chiến tranh của người nga có vẻ như putin uh, Shoigu và gerasimov đang định hình quân đội nga trở thành một cái thế lực mà không thể nào bị ngăn cản và thách thức trong vòng 20 đến 25 năm uh, tới vâng như vậy là chúng ta vừa đi qua phần chém gió nhân ngày uh, gọi là kỷ niệm 2 năm cuộc chiến ukraine nổ ra một cuộc chiến đã bắt đầu và sẽ định hình trật tự thế giới mới